Kính chào quý anh chị đầu tư. Hôm nay giới thiệu cho quý anh chị một bất động sản có mặt tiền đường Phan Bội Châu, ở phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một nha quý anh chị. Thì lô đất mình là hiện trạng là đang để trống, có bề ngang là 5m, chiều sâu của nó là 37m. Tổng diện tích của lô đất là 178m, gần 180m2 nha quý anh chị. Đã có 60m2 đất thổ cư. Thì kế bên như quý anh chị thấy là đang có một tòa nhà văn phòng đang xây dựng nha quý anh chị nhé. Thì đường này là đường Phan Bội Châu nha quý anh chị, có bề ngang là hơn 16m. Theo hướng camera của mình là hướng về cảng Phà Bà Lùa nha quý anh chị, là qua sông Sài Gòn đi về thành phố Hồ Chí Minh. Còn hướng ngược lại là hướng về trung tâm thành phố Thủ Dầu Một, từ Phan Bội Châu đi hướng về hướng ra quốc lộ 13. Từ vị trí này đi ra quốc lộ 13 đâu đó khoảng 3km thôi nha quý anh chị nhé. Và nếu như mà tới ngã tư phía trước mình rẽ phải là về Thuận An, về An Sơn, rẽ trái là hướng lên chợ Thủ Dầu Một cho quý anh chị. Thì lô đất mình có bề ngang phía trước là 5m, chiều sâu là 37m, là có sẵn thổ cư, rất là phù hợp để quý anh chị đầu tư làm một mặt bằng để kinh doanh buôn bán nha quý anh chị.